xin giới thiệu các bạn và quý vị, đây là con Kona đặc biệt 2.0 đặc biệt màu vàng cát nha các bạn. Đây là con Kona 2.0 đặc biệt màu vàng cát. Mình sẽ review con này thực tế cho các bạn xem nha. Đây là màu vàng cát nha các bạn. Không đặc biệt màu vàng cát. Đây là bánh xe cua nha các bạn, bánh xe cua nó là mâm sắt nha các bạn, mâm sắt, mâm thép, nó khác cái bánh của mình, khác cái bóng bánh thường của mình nha các bạn. Là ghế chỉnh điện 10 hướng nha các bạn, ghế chỉnh điện 10 hướng. Khởi động bằng một nhấn thông minh. Chìa khóa thông minh khởi động bằng một nút nhấn. Gặp kiến chỉnh điện. Gặp kiến điện báo điểm mù, muốn báo điểm mù. Màn hình trung tâm drive control. Tích hợp sẵn bản đồ map. Này, kết nối USB Bluetooth cổng AUX nha các bạn, AUX. Này remote. Ba chế độ lái. Comfort. Eco. Bóc các bạn, cái miếng lùi hỗ trợ vận hành xuống dốc, này 6 lo 6 số khí nha các bạn, dòng này 6 lo 6 số khí, này, gương chống chói. Dòng 2.0 này không có cửa sổ trời nha các bạn, không có cửa sổ trời.